Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây thư giãn thật tuyệt vời cùng chúng tôi và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức mới nhất, nóng nhất để cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu điều kỳ diệu, những điều thú vị và bí ẩn mà chúng ta chưa thể nào khám phá hết được. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục chuyện lạ có thật để cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện thú vị nhé. Phát hiện loài cá cổ xưa to như con người, có phổi để hít thở. Cá vây tay là một loài cá sống dưới biển sâu đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Hóa thạch còn sót lại của loài cá khổng lồ này cho thấy chúng có hệ thống phổi nằm dưới bụng để hít thở như con người. Trong quá trình tiến hóa, rất có thể phổi đã bị biến mất dần và không còn tồn tại trong những loài cá vây tây hiện đại. Loài cá vây tây hiện nay đều hô hấp qua mang giống như là tất cả các loài cá khác. Tuy nhiên, tổ tiên của cá vây tây của chúng đã thở bằng phổi. Paulo Brito, tác giả nghiên cứu phổi của cá vây tây thuộc Đại học Rio de Janeiro cho biết, vào đại trung sinh một số loài cá vây tây sống dưới biển sâu phải thay đổi để phù hợp với môi trường áp lực oxy thấp có thể gây hại cho phổi khiến cho cá vây tây dần triệt tiêu bộ phận này để thích nghi. Điều này có thể lý giải tại sao cá vây tay vẫn sống sót sau sự kiện tuyệt chủng của loài khủng long vào 66 triệu năm trước. Những hóa thạch cá vây tay có niên đại vào khoảng 400 triệu năm trước. Ban đầu, các nhà khoa học tin rằng cá vây tay đã bị tuyệt chủng cùng thời điểm với khủng long vào khoảng 250 đến 66 triệu năm trước. Đến năm 1938, một con cá vây tay bị bắt ngoài khơi bờ biển Nam Phi. Nhưng người gọi cá vây tay thời hiện đại là cá hồi sinh, những con cá tưởng chừng như đã tuyệt chủng vẫn còn sống trong thời đại mới. Kể từ đó, một vài loài cá có liên quan đến cá vây tây được tìm thấy ở ngoài khơi Indonesia. Các nhà khoa học coi cá vây tây hiện đại là khóa thạch sống trong nghiên cứu của mình. Cũng có nhiều giả thiết cho rằng cá vây tây từng tiến hóa thành những sinh vật bốn chân đầu tiên vì vây của chúng chuyển động giống như là những bước đi của động vật bốn chân. Một con cá vây tây bình thường có thể dài 2m, nặng 91kg và sống tới 60 năm tương đương với một người bình thường. Cá vây tay có cột sống, có miên răng và hàm cho phép nó có thể mở rộng miệng để nuốt con mồi. Hiện rất ít người biết cá vây tay sinh sống ra sao, ăn gì. Các sinh sản của chúng cũng như là số lượng còn lại của cá vây tay trên thế giới. Các nhà khoa học phát hiện rằng bằng chứng về phổi trên cá vây tay cổ xưa nhờ máy quét cá con và cá trưởng thành, đồng thời tái tạo lại mô hình cá vây tay bằng máy in 3D. loài tôm lạ sống trong sa mạc, cổ nhất hành tinh 50 năm không có nước mà trứng vẫn nở tốt. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ cần vừa xuất hiện ở một vũng nước giữa cài nắng nóng kinh hồn ở sa mạc là liên thấy có tôm nồng nọc. Chúng phát triển siêu nhanh, mới 2 đến 3 tuần đã trưởng thành. Tôm nồng nọc là một trong những loài giáp xác cổ nhất hành tinh. Chúng có thể đã cùng tồn sinh với nhà khủng long cách đây cả 220 triệu năm và chẳng cần tiến hóa thêm chút nào mà vẫn sống tốt. Bạn tốt của nhà nông Kỳ thực thì tôm nồng nọc không chỉ sống trong sa mạc, do là loài thủy sinh, chúng có mặt ở hầu hết các môi trường nước ngọt từ châu Âu đến châu Á. Rất dễ để nhận diện tôm nồng nọc bởi chúng có cái đuôi như đuôi tôm và phần đầu hao hao cua móng ngựa. Trong điều kiện nuôi nhốt, tôm nồng nọc chỉ phát triển đến 6cm là cùng, tuy nhiên trong tự nhiên, chúng có thể đạt kích thước 11cm món khoái khẩu của tôm nồng nọc là ấu trùng mũi thế nên chúng còn được coi là đồng minh của con người trong công cuộc tiêu diệt virus tây sông nin, loài virus gây bệnh chủ yếu lây truyền qua mũi qles ngoài ra tôm nồng nọc còn ăn cả cỏ dại nữa ở nhật bản chúng được nhà nông sử dụng như giải pháp sinh học nhằm tiêu diệt cỏ dại trong ruộng lúa ra cố trứng để 50 năm sau vẫn nở được thành con khi nhiệt độ trái đất ở kỳ phấn trắng, cách đây khoảng 66 triệu năm, bắt đầu nóng dần lên, nhà khủng long to lớn chỉ có duy nhất hai con đường, tiền hóa để thích nghi với điều kiện khí hậu mới, hoặc chết, rốt cuộc thì chúng cũng đành chọn chết. Nhưng tôm nồng nọc chẳng gặp khó khăn gì, bởi lẽ chúng là một trong những loài có chiến lược duy trì giống nòi kỳ diệu nhất, chúng có khả năng gia cố trứng để hàng thập kỷ sau vẫn thuận lợi nở thành con tôm nòng nọc sở hữu cả hai dạng sinh sản đơn tính và lưỡng tính trứng của chúng thuộc kiểu siêu cứng có thể chống chọi được với mọi điều kiện khắc nghiệt cho dù là nóng nực đóng băng hay thiếu oxy bằng cách tiết ra trehalus một loại đường không thấm nước tôm nòng nọc giữ trứng của chúng an toàn trong nước nếu môi trường sống không bị cạn trứng sẽ nở thành con tiếp tục vòng đời còn ngược lại chúng sẽ duy trì trạng thái cho đến khi gặp được điều kiện thích hợp trong sa mạc, trứng của tôm nồng nọc được ví như một thiết bị bọc thép vậy. Ngay cả khi bị giang dưới cái nóng 98 độ C, chúng vẫn có thể chống chịu được đến 16 giờ đồng hồ. Còn cỡ 40 đến 50 độ C quen thuộc thì chẳng ảnh hưởng gì cả. Đặc biệt, dù phải đợi đến cả 50 năm mới gặp được nơi đủ nước, trứng tôm nồng nọc vẫn sống. Chính như khả năng bền bỉ này, chúng bất chấp điều kiện khô nóng của sa mạc, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc mưa xuống và ao vũng tạm thời hiện ra. Tốc độ sinh trưởng kinh hồn 2 đến 3 tuần đã thành người lớn. Vừa mới tách vỏ, tôm nằng nọc con đã cực kỳ bận rộn, chúng truy bắt mọi sinh vật nhỏ hơn trong tầm mắt, chỉ ít mỗi ngày cũng phải nhồi nhét được một lượng thức ăn bằng 40% trọng lượng cơ thể như tập ăn và ngốn như hạm, chúng lớn nhanh như thổi, dù mới nở ra chỉ dài tối đa 1,8mm nhưng qua cỡ 4 ngày sau là chúng đã được 6,4mm rồi. Trong khoảng 2-3 tuần, tôm nòng nọc con đã trưởng thành, sẵn sàng cho việc sinh sản. Trước khi cái nhà tạm thời khô công, tôm nồng nọc cái sẽ nỗ lực đẻ càng nhiều lứa càng tốt. Trứng của chúng có thể nở ngay tại chỗ vào năm sau, khi đủ nước cũng có thể vương vãi đi lung tung. Dù bị mắc kẹt tại chỗ nào, chỉ cần gặp được điều kiện thích hợp, trứng tôm nồng nọc liền nở thành con. Đám chip hôi mới chào đời lại điên cuồng truy sát các loại ấu trùng, thậm chí là cả cả con và ngầu nghiến nhai cỏ dai. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.